Xin chào các bạn, mình là Vương đến từ đội channel. Thì đây là chiếc xe đầu năm mình đang làm, đó chính là Titan đến từ Mitsubishi. Thì chiếc xe bán kêu bánh chuột này có một cái đặc biệt, đó chính là mình nói sơ về kiến thức căn bản ha. Thì Titan chính là một dòng xe big up được thiết kế từ thiết kế ngôn ngữ là Dynamic Steel từ Mitsubishi quay lại đoạn này. Cắt lại nha. Titan, xin chào các bạn. Thì cái con Titan này, mình nói về kiến thức cơ bản, nó là một dòng xe big up thiết kế theo ngôn ngữ Dynamic Steel. Thì Dynamic Steel này là đến từ Mitsubishi. Rồi, mình quay lần này nữa nha. Rồi lại nha. Rồi, xin chào các bạn. Thì đây là còn một con Titan, một dòng big up được thiết kế với ngôn ngữ là Dynamic Steel đến từ Mitsubishi Moto. Ok. Thì hôm nay mình mượn được cái xe này mình rất là vui. Thì đây là chiếc xe độ tâm huyết của anh chủ. Anh chàng này thì ảnh là một cái người chơi xe Honda từ trước rất là nhiều, độ rất là nhiều rồi. Thì bây giờ anh chuyển qua chơi dòng bán tải này. Thì một cái người mà người ta hay độ xe thì các bạn thường thấy người ta rất con mắt thẩm mỹ. Một con mắt thẩm mỹ đó họ đưa lên chiếc xe big up của họ thì nó sẽ rất là hài hòa. Tại vì khi chúng ta là một người chơi xe bình thường đó, thì cái cách độ, cái nét độ của chúng ta sẽ khác với những người mà người ta chơi xe từ trước tới giờ rồi, có khái niệm chơi xe rồi. Thì bắt đầu chiếc xe Titan này có những gì mình sẽ view sơ ha. Ok, nhìn vô phần đầu xe thì có vẻ như là được anh dán đen lại ha. Mấy cái này thì chắc cũng không cần phải nói gì nhiều. Đây gọi là đề can, anh phó lại rất là hay, một con ông nhìn rất là dữ tợn nha. Rồi, về phần trước. Rồi nhìn vào phần này, các bạn có thể thấy đây cái mà đầu tiên khách đến với mình đó chính là đèn. Titan này đã được thay đổi về phần bi bên trong. Bi này nó không hề đơn giản, là dòng bi laser V20L Ultra đến từ nhà X-Line. Chúng ta có thể tham khảo trên tất cả các website của TR Việt Nam hoặc là Auto 365 ha. Công năng nó đem lại chính là code cực kỳ khủng trong ngày hôm nay. Ok, được đi kèm với đệm bi đỏ xanh, trong xe nó rất là hiện đại và nó có hơi hướng cái kiểu là nó hơi thể thao hơn ha. Rồi đi qua bên đây cameraman. Rồi phần thông xe, thân xe chúng ta có thể thấy là có gì khác biệt không? Các bạn thấy không? Cao nha, cao cực kỳ. Cao đó. Nó cao hơn kích thước bình thường, nhưng mà cái việc mà anh phối lại như vậy á, nó tạo nên cái xe trở nên dữ tợn hơn. Chúng ta thấy là khi mà mâm của khách đang sử dụng là full kicker xích lắc, có nghĩa là 6 cánh. Thì cái việc mà lên 6 cánh như thế này, xe trở nên đơn giản hơn, mít chung với lại ốc titan full, làm cho cái bộ mâm trở nên dữ hơn nè. Rồi cái màu mâm mình cũng rất là thích nha. Đây là những cái màu mới của năm 2020, trend của 2020-2021. Màu đen titan nha. Một số bạn có thể nói gọi là xám đen gì cũng được. Bên trong mình có heo up rainbow. Rồi các bạn thấy nè. Đây, một phần nữa là khi mà đi lại cái màu 17 nè, thì đi cái một cái lớp 17 thì nó sẽ dày lên, dành cho xe trở nên to hơn, bè hơn, cao hơn một tí. Và đây là cái phục Pro Fender, là cái phục giảm sốc mình cảm thấy là đến tận bây giờ ở phân khúc vừa phải thì chơi con này rất là hay ha, rất là ngon. Tại vì mấy anh em mà chơi hàng Thái Lan á đều biết là những cái kỹ sư Thái Lan họ sinh ra để làm phục, thì đồ chơi xe của họ rất là tuyệt vời, kiểm tra kỹ càng mà chất lượng đem lại là không phải bàn. Đây, phục hơi Pro Fender làm cho xe, ngoài có điểm nhấn là cái đồ chơi xe trên xe, chúng ta nhìn vô chúng ta thấy được nè. Hai đó là xe cao hơn một tí, tầm 3 phân, đi với lại một cái lớp 17 nữa thì xe có thể cao lên gần sắp xỉ 5 phân ha. Mình không đi sâu về kỹ thuật nhưng mà theo mình đánh giá rất là cao. Rồi đây còn gắn trong vùng ARB nè, đi để tránh cho nó bị văng. Này của hàng Thái luôn. Ok, giá thì mình không có liệt kê trong cái phần này. Rồi, phần thông xe các bạn thấy không? Chữ H3, đây đoán được chủ xe tên gì ha. Ok. Thì đây mình không tiện tiết lộ cái tên khách ra, nhưng mà anh sử dụng chữ H3. Mà cái H3 này á, nó theo mình thấy là một cái, ngoài cái tên của anh mà lên tem như vậy nữa thì nhìn rất là đẹp nha. Nó như một cái logo luôn, trong những cái logo độ xe vậy á. Okay. Rồi lùi xuống đây phần đặc biệt. Quên caramel. Rồi mình chỉ luôn. Phần này khách chọn 3 ga mui của Rino. Đây cũng là một hàng nhập chứ không phải là hàng ấy ha, hàng không phải hàng gia công ha. Hàng Rino này rất là ok, đi lên 3 ga mui thế này với những cái đoạn những cái phần đan lưới bằng sắt như này làm cho cái xe trong
hầm hố hơn nè. Chúng ta đi đớp chúng ta có thể bỏ đồ nhiều trên đây nè, leo lên đây ngồi chụp hình luôn đó. Rồi mình xuống phần dưới đây, ok. Rồi các bạn thấy gì không, các bạn thấy gì không? Đây một món đồ chơi mà Vương lúc nào cũng quảng cáo cho anh em, đó chính là khung Hammer. Thì chúng ta thấy được là những cái khung trước của thằng Raptor chúng ta có thể chơi là khung Warrior nè, nhưng mà qua đây chúng ta sử dụng cái khung này, khung chuyên dụng, mình tạm gọi là khung chuyên dụng nha, mình quên cái tên mã số rồi, mình sẽ note cho các bạn biết thêm. À, anh em nào quan tâm mình sẽ tư vấn về con này thêm. Thì đây khung Hammer này phối chung với Titan rất là hài hòa, bởi vì có một số anh em cũng hỏi về khung tại sao không lên khung Warrior, nhưng anh khách quyết định là sử dụng cái khung này để cho nó hài hòa hơn với phần thân xe. Tại vì chai tên đó, nó đi bo về sau nó hơi nhọn tí, nó không vuông dứt, nó không to bè như cái thằng Raptor. Thì việc sử dụng cái khung chuyên dụng như thế này làm cho xe cảm thấy vừa giữ được cái sự hầm hố, vừa thon gọn đó. Rồi chúng ta thấy được gì nữa? Bô. Rồi âm thanh của Titan trong clip này mình sẽ bật mí thôi, nhưng mà mình không thể nào mình test ở đây được, tại vì nó vài việc đã đi ra đây nó sẽ tránh đi ra phía sau, mà nó lại rất là thẩm mỹ nè, và nó có công năng là nó không gây ô nhiễm ở phía sau ha. Hai bên như thế này, ok. Xe mình có hỏi với anh chủ, thì anh chủ nói là anh muốn nhìn cho nó hầm hố giống cái dòng hạt lay á. Chúng ta có thể thấy những cái dòng hạt lay hoặc là những dòng mạc mà G63 hay bỏ với bô với bụng hai bên á, thì chúng ta thấy là bỏ như thế này nó rất thẩm mỹ đẹp. Mà không phải chỉ là bô đôi ở đây không nha, qua đây cameraman ảnh chơi tới hai bô lận đó, các bạn có thấy nè, hai bên như vậy mới hài hòa đúng không? Nhìn cái xe nó hài hòa lạ nữa, độc lạ. Cái này quan điểm mình, chiếc xe này mình chấm những chỗ này đẹp có mỹ, mà cái bô này nó hiện là hài lực, ok. Rồi mình lùi ra phía này tí, các bạn lại tiếp tục thấy gì không? Đây là một phần không thể thiếu, nắp thùng cung điện Best Wheel ha, thì bảo hành 2 năm. Như mình đã nói, khách lựa chọn cái này để cho xe trở nên hiện đại, đơn giản hơn, anh đi phượt xa gần anh sử dụng đều được hết. Rồi thì mình chỉ luôn cái điểm nhấn là đây, cameraman quay gần đây ha. Thì những cái dòng Titan trước á, thì bên mình á, đã làm những cái Titan nó hơi bị không được fit cái chỗ này, nhưng nay đã được cải thiện lại rồi. Chúng ta sẽ làm những cái đắp nhựa như thế này vừa khít luôn, các bạn thấy không, đẹp cực kỳ luôn. Những phiên bản trước á, chúng ta sẽ thấy chỗ này nó hơi bị yếu ha, nó hơi bị hởm chỗ này. Rồi bây giờ mình bật nắp thùng ra cho anh em coi ha. Đó, LED nè, đó, LED thông minh. Rồi đóng lại. Đây là một option nên lựa chọn khi đưa lên xe. Ngầu, đơn giản, mà lại còn hiện đại nữa. Tiện nha, phải tiện nha. Các bạn thấy fit không? Fit cực kỳ nha, fit. Đây, tụi mình đã tìm ra những cái điểm fit, những cái lỗi trước của những xuyên phiên bản trước. Đây, chỗ này fit lại hết ha. Những cái chai tên trước mình lắp thì nó hơi bị lõm chỗ này, nhưng bây giờ đã được hoàn thiện. Rồi, điểm sau cùng. Đây phần sau của chai tên thì cái này mình chia sẻ thôi. Anh có nói với mình là cái cản zin, nó là hai cái phần nhựa đó, nó sẽ có chỗ bạc hai bên, thì làm cái xe mình trở nên yếu hơn. Thì anh suy nghĩ cuối cùng anh lựa chọn đó chính là cản Hammer luôn, khung Hammer rồi, cản Hammer luôn. Các bạn thấy không? Cực kỳ ham hố. Đó. Mình đã chơi full như vậy rồi thì mình phải cho nó trở nên đẳng cấp hơn ha. Rồi. Điểm nhấn là hai phần móc ở đây, đỏ đây. Rồi, trên đây anh sử dụng LED màu 7 màu, thì chúng ta có thể thấy là cái phần cái này không phải là tại vì anh không lắp Raygit, mà tại vì cái đợt hàng dời nó không, chúng ta không đặt được cái hàng Raygit. Khách anh chia sẻ nó không đặt được hàng Raygit. Anh sử dụng hai cái phần đèn LED sao, xi nhan sao luôn cảnh báo bằng đỏ, màu đỏ có dãy chữ LED. Thì cái này mình nghĩ anh có chia sẻ giá cũng mềm lắm, nhưng sắp tới anh sẽ nâng cấp nhiều hơn nữa, nhiều phiên bản hơn nữa. Bây giờ đi vô trong đây nha, mình đi vô trong coi lên được những gì. Oh.
Rồi các bạn thấy không, bên trong nội thất lên lấy nội thất luôn, khách cực kỳ chiêu nha. Ở ngoài hầm hố nhưng bên trong phải đẹp. Còn đằng sau đây là một người anh độ xe nhưng mà cực kỳ yêu vợ con nha. Anh có chia sẻ với mình là anh độ xe vậy nhưng mà anh muốn vợ anh đi ngồi xa lâu chở cho vợ thoải mái, quyết định là anh độ luôn cái ghế điện. Lên nè, lên nè, rồi nằm dài ra cực kỳ thoải mái luôn. Chú ai thấy được là trên Raptor cũng có, thì chai tên cũng có ha. Cái việc mà độ xe trên những cái dòng bán tải Ranger, nhà Ford chúng ta thấy rất là thường rồi, nhưng mà bây giờ trên chai tên rất phải hỏi là không phải là nhiều nhưng mà cũng không thể nào gọi là đại trà. Một số xe chai tên vẫn còn đang có giới hạn, thì đây là một trong những đi tiên phong về việc nâng cấp độ xe chai tên. Mình có một cái phần nói nữa, cái này các bạn thấy không, cái này mà anh tâm đắc nhất nè. Mình tâm đắc phần bô nhưng mà chia sẻ với anh khách thì anh nói anh tâm đắc nhất cái này, anh phải gửi ra ở ngoài Hà Nội, anh làm luôn cả một cái vô lăng carbon. Vô lăng carbon thì để cái này nó hơi tối, mình mở cái đâu rồi? Đây điện thoại mình đây, mở cái led của mình lên để cho anh em coi đó. Các bạn thấy nè, anh đặt luôn cả logo của anh ngay đây đó, vô lăng carbon cực kỳ dày nha. Cái này anh làm tới 3-4 lớp lận rồi, đi cách luôn đó. Cái phần này là cái phần điểm nhấn, thì chúng ta là những người mà thích trải nghiệm cái cảm giác mà lạnh 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 khi cầm vô lăng, rồi khi mà chúng ta check in sống ảo thì cái vô lăng là cái điểm nhấn, cũng giống một cái vật trang sức của một người đàn ông khi mà lên xe. Thôi sorry còn nữa nha, quên lỗi mình cameraman nó nhắc mới nhớ. Đây anh còn là một người thích đi du lịch, vì vậy anh sử dụng Vava Canva Duo 2K này. Thì cái con này là đang rất là thịnh hành hiện nay, đi đầu và cái trào lưu gọi là đi khác với những cái dòng cam hành trình khác. Thì chúng ta thấy là một con cam hành trình là quay ghi trước ghi sau, nhưng mà Vava đi ngược lại, Vava chia sẻ những cái trải nghiệm trong cuộc sống nhiều hơn, những cái chuyến hành trình vui hơn thì quay trước và khoan sau, chúng ta sẽ có những kỷ niệm đẹp. Ok rồi, thì trong cái đoạn clip ngày hôm nay thì mượn được một chiếc xe này cũng rất là vui đó. Nhưng mà cái cảm xúc là khi mình sử cái xe mà mình độ tâm huyết thì nó là một cái, tất cả những món đồ chơi trên một chiếc xe nó là những câu chuyện đó. Không quan trọng là bạn đi chiếc xe nào, không quan trọng bạn đang sở hữu dòng xe nào, mà khi mà bạn đã sở hữu được một chiếc xe riêng mình, chúng ta độ đều có những ý tưởng nên nó đó. Thì đây sẽ là vị khách đầu tiên tiên phong về Triton, một cộng đồng mới tại Bình Dương nói riêng và toàn Việt Nam nói chung. Thì mình hy vọng là sau cái clip mà chia sẻ này, anh em nào mà có những cái clip mà về độ xe của Triton nè, rồi những kinh nghiệm chia sẻ về độ xe của Triton, chúng ta cứ tương tác trên cái bài của mình ha. Rồi không nói về Ranger Raptor nhiều nữa, Triton là một trải nghiệm mới. Rồi cảm ơn các bạn, mình là Vương đến từ Độ Channel. Thấy clip hay thì cứ like, share và subscribe, follow tụi mình nha. Clip hôm nay thì mình hơi nghiêm túc tí, mình không có nói nhiều về cái chuyện mà đùa giỡn, tại vì thích chiếc xe này quá, tập trung.